chào các bạn nhé. Hôm nay là ngày chợ phiên. Hôm nay ngày chợ phiên của chợ Thất Khê. Sẽ đi tìm hiểu xem giống lợn bao nhiêu tiền một con ở chợ miền núi trên Thất Khê này. Đây là chỗ này là đầu chợ. Cái chỗ người ta bán lợn, có mặt hàng bán lợn ở trong này. Ta bắt lợn giống như bán hay đan thành cái giỏ nhốt con lợn vào đây, những cái hàng, những cái giỏ lợn giống xếp tắp, con lợn rất là hồng hào. Bây giờ đôi bao tiền ạ? Con như này thì 1.7 triệu, còn những con như này thì 1.8 triệu, 1.9 triệu, 2.5 triệu. Con thì 3 triệu, tùy con này phân loại, con nái nó đắt hơn. Con này là giống nhất. Nhìn đẹp nhỉ? Con này đẹp lắm. Con định mua hay thế nào? Chỉ có trong ngày hôm nay thôi, duy nhất trong buổi chợ ngày hôm nay nào. Xin kính mời bà con quốc gần xa mà xa nơi là các bác ở nhà mới đây nào. Mời các bác lại đây tôi cỏ chúng ta 50.000, tất cả đều 50.000. Đó một chiếc chỉ có 50.000, một sản phẩm cũng chỉ có 50.000. Đó quần trẻ em 50.000, quần người lớn 50.000, tất cả đều 50.000. Kính mời và kính mời. Chào 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 chào